Ngày 4 tháng 10, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày qua gây ngập hơn 19.000 hecta lúa trên địa bàn huyện Thới Bình và U Minh. Nhiều tuyến đường và một số khu vực cũng bị ngập nặng. Tại Kiên Giang, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp, một số địa phương trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc và gió mạnh trên biển, gây thiệt hại tài sản của người dân. Ở xã đảo Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, mưa lớn từ trên núi đổ xuống khu dân cư quanh đảo, cuốn theo bùn đất, đá tràn vào nhà dân, làm hư hại tài sản. Có 24 hộ dân tại hai ấp Bãi Nam và Bãi Chướng bị thiệt hại. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra cho xã đảo Hòn Nghệ ước hơn 500 triệu đồng. Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, ngày 4 tháng 10, mực nước trên sông Hậu tại thành phố Cần Thơ là 2,09, cao hơn báo động 3 là 0,09m. Nhiều tuyến đường, hẻm tiếp tục bị ngập nặng. Hiện các địa phương đã yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ người dân ứng phó triều cường và mưa lớn.